Chương 7, công tác kiểm tra của Đảng. Và đại biểu do đại hội cấp dưới bầu lên. 3. Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét đề. Chúng tôi nghĩ là cái gì cũng sự vật, cái gì cũng thế, nó có cái mặt tích cực mà có cái mặt tiêu cực. Ngay cả trong cơ thể thị trường của chúng tôi đang tiến hành cũng có cái mặt tích cực của thị trường, có cái mặt tiêu cực của thị trường. Thì những cái mặt nào tích cực thì chúng ta cùng nhau phát huy. Còn cái mặt gì đó mà nó không có thuận lợi, mà nó không tốt thì chúng ta cùng nhau bàn và khắc phục. Tôi nghĩ như vậy. Đó là thái độ tốt nhất. Chúng tôi đã quyết định là chủ trương trong thời gian tới tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng đó, khoảng độ từ 9-10% là thích hợp với cái điều kiện cụ thể của Việt Nam. Là cấp ủy viên cùng cấp quyết định khiển trách cảnh cáo. Rồi bắt đầu làm việc buổi chiều. Như vậy chiếm 1,11%, ý kiến 20 phiếu chiếm 1,17%. Xin cảm ơn. Ban chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 với số phiếu tín nhiệm 100%. Có hai cái câu hỏi mà tôi thấy có thể trả lời chung được. Đó là cái nội dung liên quan đến cái chương declare to a fight against corruption. Và vì vậy nhiệm vụ đầu tiên sau đại hội chúng tôi sẽ bàn ngay việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Mà trung tâm là kinh tế, then chốt là công tác xây dựng Đảng. Có thể tập trung cho hai cái nhiệm vụ lớn đó trong cái chương trình của mình ngay từ bắt đầu sau đại hội. Mẹ, nhưng mà rất tiếc là bố mẹ tôi chết sớm, bây giờ không còn. Mùng 3 tháng 3, Tết Thanh Minh vừa rồi, mặc dù rất bận, nhưng mà tôi đã bố trí thời gian tôi về tận quê để tôi đắp đất, rồi thì như là cái thông lệ của địa phương là tảo mộ cho bố mẹ. Còn nói rõ cho bạn biết như thế. Còn đối với Bác Hồ thì tôi phải nói ngay rằng đất nước Việt Nam này ai cũng là con cháu Bác Hồ. Internal unity.